Ban nhiều cái bọc với thằng. Rồi, à, lấy thêm cục nữa con. Lấy thả nó nè. Ừ. Cái cục nhỏ nhỏ trên đây đi. Ờ, à, trên, trên, đúng rồi. Ui, lạnh quá. Ôi, ôi, lạnh. Không vậy. Con làm gì vậy? Lấy thêm cọng nữa con. Cọng này nha mẹ. Ừ. Cái này nè, sao nhiễm vậy nè. Rồi, được rồi con. Rồi, bỏ cái đó vô xong rồi đậy lại. Thôi gì? Cái này là măng tây nè các bạn. Măng tây nhìn cái đầu nó nhỏ nhỏ, không giống như măng bình thường mà con hay ăn. Này là 220g, 200g. Thôi được rồi. 120.000 đồng một ký. Là 200 gram là 24.000, đúng không? Một loại. Hôm nay mẹ con Sushi sẽ ăn món sườn nướng đó các bạn. Bây giờ mẹ Sushi sẽ ướp. Sở dĩ mẹ Sushi chia làm hai như thế này là có Hà Tiên tham gia nữa, bởi vì Hà Tiên không có ăn ớt được nên mình có làm cái gia vị mà chỉ có một tí xíu tiêu thôi. Đó, để ướp riêng cho Hà Tiên. Mình sẽ ướp vào đây khoảng 15 phút sau thì mình sẽ bắt đầu nướng. Còn sushi ăn được không? Với ớt. Nên mình sẽ ướp vào đây. Sushi nó biết ăn ớt từ nhỏ luôn các bạn. Ăn cay cỡ nào cũng ăn hết. Chua cay cái cô đó. Cái cuộc đời sau này nhiễm đủ thứ chua và cay. Mình nghĩ chắc nặng rồi đó. Thôi được rồi. Rồi mình sẽ ướp trong vòng 15 phút nha các bạn. Hôm nay mình sẽ ăn sườn nướng kèm với măng tây luộc nha các bạn. Bây giờ mình sẽ luộc măng tây trước, nước sôi rồi nè. Chỉ cần bỏ măng tây vô trụng sơ thôi. Ơi cái nó mềm mềm. Bây giờ mình sẽ chiên sườn nha các bạn. Cho một ít dầu vô đây. Mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh bé Sushi và mẹ. Hôm nay mẹ Sushi với Sushi Hà Tiên với bé Lala sẽ ăn món sườn chiên muối ớt với lại măng tây á các bạn. Măng tây luộc chấm với muối ớt. Trời ơi Lala làm gì đó Lala. Lala cứ bám theo đuôi con riết à. Thì theo như một ý kiến của người bạn á, hỏi tại sao cái kênh của mình á không có nướng hoặc là nấu tại bàn và ăn tại bàn như vậy thì các bạn nó sẽ thích hơn á, nên theo như lời khán giả đó thì mẹ Sushi sẽ tiếp tục thực hiện video ăn uống và như vậy cũng đáp ứng được nhu cầu ăn uống của hai đứa nhỏ này. Bây giờ thì mẹ Sushi sẽ nướng sườn. Sườn ngon quá. Nướng nãy giờ cũng đã chín rồi đó các bạn. Chiên cái này là chiên nướng nè. Chiên ha. Tại vì mình không có vỉ nướng á, mình có cái vỉ này nè. Cái mình cho dầu vô rồi chiên.
Rồi. Xin mời tất cả các bạn cùng ăn sườn nướng với mẹ con Sushi nha. Mời các bạn uống nước trước nha. Hôm nay mẹ Sushi mỗi người một lòng một lon khác nhau. Mẹ Sushi thì uống nước yến, còn Sushi uống cái gì xanh xanh á? Soda kem. Còn Hà Tiên thì uống xá xị. Con biết tự khui không? Sợ là bị nổ hả? Nổ dần. Nó xì. Sushi khui mẹ Sushi. Nó ra từ dễ thui, mà thui dùm tăng. Cho Sushi khui luôn nè, mạnh bạo nhất trong nhà. Sushi là lực lượng nhất trong nhà. Nó là đại ca nhà, đại ca cái đầu chị á. Không có cãi lộn hoài á đó. Được. Cái muỗng nè, còn cạnh nó ra. Rồi. Ghê. Rồi, cảm ơn Sushi, khui luôn cho Hà Tiên. Ôi. Hồi nãy chị hơi bị lắc. Nè, có Hà Tiên đây. Rồi mình cùng ly nha. Là nó to là. Ơi cho quên ấy. Hồi nó uống xá xị hay ấy. Nó uống cái này hồi nãy liếm, nó thiệt. Uống được không? Con nó miếng thế này ui. Trộn nãy này ui. Cay chết. Rồi các bạn. Mời các bạn cùng uống nước với à. Mẹ con xin. Vô. Chị ơi, rửa tay với xin rồi, xin đi thêm chén xin nè. Chó vô chó. Trời ơi mẹ ơi, nó cay muốn uống hết chén luôn. cho nó uống, cô đổ cái đó cho nó uống nước yến thôi. Đổ nè. Nó hôm qua uống rồi. Nó đâu? Rồi cho nó uống thử. Hôm qua uống cho ta, hôm nay là uống xá xị. Ui, nó uống nước yến kìa. Nước yến thì tất nhiên phải uống được rồi. Em giờ mình ăn sườn nướng nha. Bây giờ si chọn cái cục nào. Mấy ba lấy cho ta sườn nướng đi. Sườn nào yến nướng của ta nữa. Sườn nào của con đây. Đấy à. Nè, này của con đây. Còn nữa. Con còn nhiều lắm. Mà đũa đâu rồi ta? Bây giờ không, mình ăn bóc thôi. Má ba đâu có đem đũa ra đâu. Sườn ăn bóc chấm nhớ. Rất là ngon luôn. Thôi mẹ, mẹ Si mời các bạn ăn cái măng tây chấm muối ớt trước nha các bạn. À, không tây. Măng tây luộc chấm muối ớt. Ngon lắm đó các bạn. Lần đầu tiên mẹ Si ăn măng tây luộc chấm muối ớt luôn. Mẹ Si ăn măng tây xào rồi nhưng mà chưa ăn luộc. Nó uống hết trơn luôn mẹ. Trời ơi, xá xị thủ ấy. Thôi, quên nó rồi. Cho Si cần nhớ nó, Si cho miếng thịt. Nè, cho nó cục sườn đậm. Ăn con. Căng mấy tay. Nhà mình gần đường á các bạn nên ra cổ nghe tiếng ồn của xe nhiều lắm. Đi ăn măng tay thử đi. Ăn thịt sườn. Nhưng mà á, là cái lăn nó đẹp nữa thấy không? Để má ba thử cái cục này là có ớt hay không? Cái này có ớt. Mà không bớt của con à. Ăn chung với măng tây thịt sườn nướng ăn với măng tây ngon. Thế thịt của con ăn mà thử ăn không? Vậy. Cái thử ăn thịt con lắm. Ngon lắm hả? Nó giòn. À, thịt mà giòn. Thịt ăn măng tây ngon lắm con. Thì mới chấm. Ăn thử á. Nè, ăn cây nè. Ngon các bạn. Chấm vui đó. Nó to không thơ ớt mà nó lâu rồi mấy bà ơi. Đắng nắng quá chị mấy gà. Là la ăn sườn, cục sườn nhiệt tình không rồi các bạn. Ờ. Cho ở.
này nó thích xem những cái clip mà ăn uống đó các bạn. Mời cô chú ăn với sushi nha. Nên bây giờ mẹ Si cũng sẽ thực hiện cái clip ăn uống để cho tụi nhỏ nó thỏa thích ước mơ ăn uống của tụi nó. Dưa leo chấm ớt cũng ngon. Ớt chanh. Chua cao là. Đây cũng có một trái gì. Si thì ăn ớt dữ lắm. Mẹ Si ăn sao Si ăn vậy luôn. Nhỏ nhưng mà biết ăn cay. Còn học viên mà quay chung là phải làm riêng cho nó. Mà giờ là không sợ mà. Giờ chỉ có dòm lên cái nào mà không có cái miếng ớt thì đưa nó. Này không có ớt phải không con? Má ba ăn thử cái của con không cái nha. Rồi. Ngon hả? Ngon. Ủa sao ngon có hạt tiên không? Xin quá chặt nước của hạt tiên. Ngon. Nó bể là... Nè, gặp hoài. Nè con. Nè. Đây nè. Đó, ăn đi. Gặp hoài. Giờ tao mở nồi luôn đó rồi. Giờ tao mở nồi. Quen cũng có vậy. Cục tự tập quá. Ăn cái bẩn ngon quá hả? Cục tớn tao nhiều. Thì nhiều thật hết. Rồi. Wow. Thật này nó bụi. Ngon quá. Ăn cái này mà kèm với rau. Đúng không? Đúng rồi. Thì cũng thử cuốn. Cuốn sao được, tại vì có xương sao con cuốn con cắn được. Giờ con chỉ có ăn rau trước, sao mày con mày cắn xương sao? Không, thì có cách khác của Si. Ăn kiểu gì? Ép. À, xé. Si xé thịt ra hả? Xé thịt là Si bỏ vô. Ừ. Nè, cuốn nó lại. Ngon. Khỏi thế mình cắn luôn. Ngon nè. Chẳng to là nhịt, no nhất đẳng. Thôi cũng Hà Tiên biểu là thịt của Hà Tiên là ngon nhất đẳng. Bởi vậy không có ớt. Không có ớt nhưng mà nó ngọt ngọt. Có mấy bạn nếm vừa ăn không? Ngon đó. Ngon có đó. Tỏi với chẩu nữa. Hồi nãy chê. Hồi nãy Hà Tiên kêu đừng bỏ tỏi bỏ hành gì cho Hà Tiên. Giờ nướng lên ăn ngon nhất đẳng. Trời ơi xin cuốn. Nhiều bánh trái cuốn mà tới nướng này nướng tay rồi mấy ba. Nướng nó cay hả? Ủa nhỏ nhỏ cái tha nhịn mấy mùi ớt mà cái này là nó tha, nó tha lè lưỡi thôi. Tha lè lưỡi rồi. Lưỡi đỏ quá. Gì đây? Cái nhiều này nhiều thật đó là tới xương luôn. Nhưng mà cái súp chưa được ngàn súp nữa, mới có 900 mấy. Một mà một năm rồi đó. Có lẽ là do mình làm không có thú vị, không có đạt yêu cầu nên luôn ít có người xem á. Nếu các bạn mà xem mà yêu mến mẹ con Sushi thì hãy đăng ký kênh với lại nhấn vào nút đăng ký để được xem video mới nha. Để cho mẹ con Sushi có những cái động lực để mà ra nhiều những video mới hơn, cố gắng làm hay hơn để cho các bạn cùng xem nha các bạn. Bây giờ thì muốn măng tay ngon lắm các bạn. Các bạn thử chỉ cần trụng sơ với nước sôi. Dài xong rồi chấm với muối ớt. Mà tính thì dài vậy. Hà Tiên ơi, Hà Tiên cô ăn thử thôi. Hồi nãy nó cạp gì. Cho nó cưng không? Cạp không trượt phát nào. Chắc mẹ con Sushi sẽ xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Chúc tất cả các bạn một ngày thật là vui vẻ. Tạm biệt tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Bye bye.